Let's call it in the crossfire. Let's call it in the... Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của mình. Đây là khu bán đồ đĩa, băng đĩa, game, trò chơi. Đó, băng đĩa trò chơi. Đây, những cái này là cái loa nghe để chơi game. Đó, đó, xịn không? Và xịn sò. 180. Đó, 50. Đó, 50. Đó, xịn sò. Đó, đó. Đây là thẻ chơi game. Thẻ chơi. Đây là máy game mà. Game nè. PlayStation máy. Đây, xịn sò. Đó. Hôm nay chuyên về game. Đó, quay khu game. Đó, bên này là Xbox. Còn cái này là những cái đồ để thu âm. Đó, này máy mixer, máy thu. Đó, này hiệu rất hiệu này mắc. Rô mất tiền. Cái loa. Đó, cái này là cái mic. Đó, trên này có cái mic này. Đó, khu này bán đồ thu âm cho gamer, streamer đồ chất. Hôm nay mình quay chuyên về game, các khu game. À, những cái đĩa game, cái thẻ chơi, cài chơi game. Đó, xịn sò chưa? Ở Target, hôm nay mình quay ở Target. Quay những cái về game ở Target. Đó, mấy cái game Nintendo. Ồ, máy này đẹp mà. Máy này chơi gì á. Đó, cổ xưa cổ đại. Này máy ngày xưa rồi. TV, phun TV, cái này là gấu bông trong game. Ở đằng kia có người, có một đứa chơi game, đứa con nít đang đứng chơi game, đứng xa lắc xa lờ. Đây là tất cả những gì bị lên. Khu này máy tính, computer, laptop, cái keyboard, cái để cái bàn phím, này là cái con chuột. Đó. Khu này là về máy tính, về game, về điện, dây điện các kiểu. Đây là máy chụp hình nè. Chụp hình thẻ lấy gì, chụp hình của nít để chơi, để chụp, để mấy đứa nít đem theo chụp. Cái gì à?
máy in này. Khu này là khu in ấn, khu in ấn. Cái dây dây điện này. Cắm điện. Xe điện cho con nít chơi. Khu này nó rộng quá, chưa dọn đồ vô hay gì, để chống cái khu đó rộng. Đây nhá. Khu này là những cái đồ chuẩn bị cho để tình nhân mang thai. Hồng, nguyên một vạt màu hồng luôn. Những cái tình nhân Valentine. Đó. Ok không? Quá đẹp. Bánh con cá. Bánh cá, bánh mình thích. Vỏ túi nước. Cái này cái ống tưới nước, ống gắn vô đây là xịt để đựng xịt nước, $4 một cái. Để tưới cây thì nó cũng có nè, $10 một cái. Mỗi coi bên kia cũng thấy những cái cậu vẹt kia, cậu vẹt này ở gần nhà của dì. Target market lay, market lay. Này máy này nó để máy này máy gì đây ta? Chắc máy nó đang làm. Ba đâu phải đang làm. Mà để một cái máy nó để quên đó. Đó, bên khu này là bán rượu. Khu này bán rượu nhá. Rượu với nước ngọt. Đây. Đó, những chai rượu. Nước ngọt, nước ép, trái cây. Đó, áo. Đó, xe đạp. Bên kia là xe đạp. Nói chung là Target thì mình quay nhiều rồi. Quay sơ sơ thôi. Có 8 phút rồi, nãy giờ quay được 8 phút rồi. Ít luôn. Nè, cái bình đựng đá để đi du lịch. Còn cái này là những cái đựng đồ ăn trưa để đi học, đi chơi, đi gì đó. Đi làm, đi học, mà đựng đồ ăn trưa. Giữ lạnh, giữ nóng. Đồ ăn giữ nóng. Nó cái tủ để tủ lạnh. Mini nhỏ. Đó, này cái để nướng, để hấp. Đó, để hấp. Đồ ăn nướng, đồ ăn nấu, đồ ăn. Nồi, chảo. Đó, khu này trống quá. Có bên phía này thì nó đầy đồ. Bên phía đồ nướng là lò nướng.
Ngày là cắm trại đi thể thao, cắm trại đó, chai mình để đem theo đi chơi thể thao, chơi thể thao cắm trại hay là biết biết gì đó. Đó, màu hồng chuẩn bị cho lễ tình nhân, lễ tình nhân đây, lễ tình nhân đường dạng hồng, có thêm cái phía ngoài này nữa. Trong này là chơi bóng, khu chơi bóng, khu này là khu chơi chuột ván, nước ván rồi. Đó, xe đẩy, xe đẩy của nít, nó xe đẩy, xe mà xe lướt, xe lướt một chân, xe đạp để đi một chân, đi lên xe lướt, là xe lướt. Thank you.